Chào anh chị, hôm nay máy mài Hukan chuẩn tốc 7 cấp số đã về hàng nha. Mẫu này á thì bên cửa hàng bảo bán rất là nhiều, cháy hàng luôn. Đó thì hôm nay lại có hàng đặc biệt nha. 7 cấp chuẩn số có khởi động mềm luôn. Quý anh chị mình cực kỳ thích, mua cũng nhiều này. Đó thì hôm nay có hàng lại rồi. Quý anh chị nào có nhu cầu sửa nhà đón Tết, tranh thủ lấy một ăn nha. Hôm nay bảo về cả 200 con nha, nên là tha hồ luôn để mình đặt mua. Rồi mức giá ngày trước là 480.000, đúng không quý anh chị? Thì hôm nay bảo tính hàng Tết mà đúng 460.000 thôi, mà mình được thêm một combo quà tặng luôn. Đó là lưỡi cắt gạch đá bê tông 5 kiếng này, tiếp tục một lưỡi đá mài sắt inox kim loại, và kèm theo là 5 lưỡi đá cắt sắt để cho quý anh chị mình á về có thể cắt sắt kim loại đó mình xài luôn. Rồi mức giá này cuối năm Tết chơi lớn, bao ship tận nhà luôn, tức là 460.000 tặng quà, bao ship tận nhà, khui ra đúng máy trả tiền giúp bảo. Rồi mình đi vào bên trong máy nha. Công suất máy lớn từ trước giờ 950W này. Công ty nhập khẩu chính hãng Hukan nên là yên tâm, hàng chính hãng 100%. Rồi khui bao bì đó. Rồi mình sẽ xem này, máy mới có thay đổi màu gì không để mình xài. Rồi bên trong nha. Có than zin của công ty. Mà thang này bảo báo trước nha, lúc gửi đi á, lỡ vô tình cái này nó đập vào á, vỡ, thì mình mua máy gì sau á, bảo cho, chứ cái này bảo không đền. Đó, nói trước luôn. Rồi tiếp tục, đầy đủ nha. Tay cầm bây giờ là màu vàng luôn này, gắt te, khóa mở cực kỳ lớn nha, logo Hukan trên tay cầm luôn. Tiếp tục, máy, mẫu máy này đang rất là hot hàng nha, có hàng 3 tem luôn. Đó, logo Hukan này, tem này, tem này. Đó, tiếp tục, trang bị 7 cấp số, thiết kế anh này thì đẹp xuất sắc nha, có 460.000 thôi, combo quà tặng, bao ship tận nhà luôn. Rồi mình sẽ thấy nè, vòng tua máy tối đa là 12.000 vòng, chuẩn tốc mượt lắm nha. Đây, lướt sơ này. Rồi có khóa công tắc quý anh chị nha, tức là mình bóp công tắc vào mới khóa được nha. Thang ngoài dễ thay thế, logo Hukan thì dập quá sắc nét, máy một tấc này, có fit đầy đủ. Nói chung mẫu mới bây giờ thì vẫn không có gì thay đổi. Test âm thanh nha, cây này nhâm cực kỳ êm nha. Đó, đề ta đề ba thì lên tua nhẹ nhàng vì có khởi động mềm nha, bảo đề ba trực tiếp này. Đó, âm thanh thì cực kỳ êm. Đó, mình xài mẫu này á, nếu quý anh chị nào á bảo cây này á mà không êm nữa thì bảo cũng hết sức luôn. Có nhiều thương hiệu âm thanh nó to hơn nhiều mà giá thành cao hơn luôn. Hukan đợt này làm tốt quá. Rồi, tay dài quý anh chị nào á mài dao kéo cuốc thì mình khóa công tắc cho bảo nhá. Đó, rồi mình để chạy liên tục luôn. Rồi, trời quá tuyệt. Tên này là chốt để mình thay lưỡi này quý anh chị nha. Rồi có 460.000 vào dịp xuân sắp đến, bao ship thẳng tới nhà, mở ra đúng máy, thanh toán đầy đủ phụ kiện, công suất cao, có khởi động mềm, 7 cấp số, tặng theo một combo quà như thế này. Quý anh chị nào trước đặt hết nay lại có hàng thì ủng hộ cho bảo qua 3 số hotline trên màn hình ngay nha. Rồi bảo xin kết thúc video giới thiệu máy mài chuẩn tốc Hukan có khởi động mềm 7 cấp số ngày hôm nay tại đây.